cân nặng trước và sau Tết của các thành viên S Channel. Anh Triều ơi, lên thôi anh. Hải Triều trước Tết, anh nhớ năm ngoái anh bao nhiêu cân? 70. Sau một năm làm việc. 83,05 cân á, anh tăng bao nhiêu 13 cân như một năm. Tăng nhiều mà thế đấy ạ. Anh Triều xong Tết để xem nào. Ôi giời ơi. Chưa. Ôi sao vẫn thế? Sao vẫn thế cái gì? 83,05 anh giảm được có 0,3 anh giảm. Thì sao? Thì không phải giảm à? Anh biết vì sao anh giảm không? Tại anh không có cái sức nặng của Tích Xanh. Năm nay mình có người yêu đấy, chắc mình lên 10 cân đi anh Triều. Tăng được hẳn 4 lạng nha mọi người. 5,7 lắm. Một năm trời chị không tăng lên một tí cân nào. Thế này có tăng không? Không biết. Không có người yêu nhưng vẫn tăng cân đúng không? Chị tăng 1 cân rồi đấy, chị tăng 1,5 cân luôn ý. Chị thế là vẫn bằng cân mày mà. Em giảm rồi. Mày lên đây, chị hơn em tận 2 cân. Như này là quá gầy nha bà. Quá gầy nha. Ăn uống thêm vào giùm em đi. Chị biết như nào là một thân hình cân đối không? 1,49 cân, 52 cân. Mai Hoa năm ngoái 58 cân với lời hứa năm nay em sẽ giảm cân. Trước Tết em bao nhiêu cân à? Em vẫn là 58,35 cân. Mai Hoa sau Tết. Chị ơi, cả Tết này mẹ em chỉ bắt em ăn cá. Ngày nào mẹ em bắt em ăn cá. Ngày nào cũng ăn cá nhưng em vẫn tăng 1 cân. Lại tăng 1 cân. Là 48 cân mà nó sung sướng ý. Trong năm nay đỉnh điểm cân nặng của tao là 42 cân, 42,5 cân. Xong rồi tao đã quyết tâm là tao sẽ tăng cân. Và bây giờ đã 48,25 cân. Mộc Thảo, xong Tết 1,25. Mày tăng 1 cân rồi. Mày chỉ cần không gặp tao trong Tết là mày tăng được 1 cân. Mày tăng là hôm nào thì vào người cũng tao gặp mày. Năm ngoái em 48 cân. Ôi dồi ôi, 50,6 rồi mọi người ơi. 50,6. Dù không có người yêu nhưng mình vẫn tăng cân thật là hạnh phúc đúng không ạ? Rồi, xin một tràng pháo tay cho Đan Thu Hà về số cân nặng mà cô ấy đã đạt được trong năm nay. Uầy giảm mọi người ơi, giảm tầm gần 1 cân ấy. Ê mày không gặp tao, tao không gặp mày, tao tăng được 1 cân, mày giảm 1 cân này. Anh ơi, năm ngoái mình 65 cân đấy anh ạ. Sau một năm cố gắng để giảm cân thì không biết là bây giờ mình đang còn bao nhiêu anh nhỉ? Anh là Huy trước Tết 67 cân anh ạ. Không, nhưng mà cái con này nặng 1 cân rồi. Con nào nặng 1 cân? Trước Tết là 66 này. What? Ui yeah. 68 cân. Anh tăng 2 cân sau Tết á. Ui anh làm gì trong Tết mà anh tăng tận 2 cân đi anh. Anh tân trước Tết ạ. À, em mời anh 68,8 cân. 69 rồi, Mỹ ơi, 69 rồi. Chưa, mới có 8,75 thôi chị. Cố gắng ra Tết mình 70 cân giùm em được không ạ? Không. Đi mà năn nỉ luôn đấy anh chị ơi. Trời ơi, cái này đơn giản. Cái này anh nghĩ là anh sẽ không tăng lên cân nào đâu. Chị Mỹ ơi, anh tân giảm cân. Từ 68,75 xuống còn 68,40. Phải tăng thêm 1 cân nữa nha anh nhá. Vẫn thôi đấy, chị Mỹ nhở. Editor anh Đức Duy, anh Minh Lê. Mời anh lên ạ, trước Tết. Làm gì anh Duy không thể béo được đúng không anh? Đúng. Ôi trời đất ơi, con số gì đây? Con số 66,45, ok. Sau này tháng trước là anh 68 cân. Anh tăng tròn 1 cân luôn đấy. Anh tăng 1 cân chỉ chứng tỏ là editor ở văn phòng này là áp lực nhỉ, lao lực nhỉ. Rồi sao VJ một phát là tăng cân ngụt ngụt luôn. Lên đi chị, chắc chắn là giảm đây này. Wow, tao tăng được 2,5 cân đó mày ơi. Còn 5 ngày thôi mà tao tăng tận 2,5 cân. Tức là nếu mà tao nghỉ luôn thì chắc là tao tăng được tận 10 cân. Tao không gầy gò như này đâu mày ơi. Chị ơi, đừng. Năm nay chị ăn gì em mời. Em nuôi chị ngày 2 bữa đi. Ok. Đây đéo phải giết đâu. Thế chị anh có tăng cân nào không? Có giờ ngày nào đâu mà tăng. Mùng 2 Tết vẫn còn dục người ta sửa vít thì không rời nhau được chị nị.